đề xuất hòa bình của Nga là viên thuốc đắng cho Ukraine. Hoàng Hải xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, hiệp ước phòng thủ chung của Nga với Triều Tiên là một yếu tố thay đổi cuộc chơi địa chính trị vì nó có thể sẽ khiến cho Trung Quốc phải lo lắng đối đầu với Mỹ và cả hai sẽ cùng rơi vào vòng xoáy leo thang. Điều này rất có lợi cho Điện Kremlin. Đặc biệt là trong bối cảnh nước Mỹ đang trong năm bầu cử. Và đây sẽ là chủ đề chính mà chúng ta ngày hôm nay cùng phân tích. Nhưng mà trước hết, hãy cùng chúng tôi đến với các tin tức từ chiến trường. Nếu không hòa đàm, đề xuất hòa bình của Nga là viên thuốc đắng cho Ukraine. Kênh Avivoenko cho biết rằng Nga đang chuẩn bị mở một cuộc tấn công lớn trên hướng Borovaya ở Kharkov. Bằng chứng là họ đã sử dụng tên lửa để phá hủy các cây cầu bắc qua sông Osko ở khu vực Gorohovata nhằm cắt đứt tuyến tiếp tế của lực lượng Ukraine trên khu vực Borovaya. Truyền thông Ukraine đưa tin ngày hôm qua Quân Nga đã tiến hành 22 vụ pháo kích vào vùng Sumy, Torres, Zoskine, Zalisne ở Danes. Với diễn biến nhìn chung trên chiến trường hiện nay thì Ukraine sẽ khó có khả năng để đảo ngược được tình thế, ngay cả khi họ nhận được tiêm kích F-16. Những chiếc máy bay này không phải là thứ vũ khí thần kỳ có thể giúp cho Kiev có được lợi thế vượt trội. Những hé lộ mới trên tờ New York Times về các cuộc đàm phán chấm dứt chiến tranh vào năm 2022 lại càng nhấn mạnh thực tế rằng thời gian hiện tại không đứng về phía Ukraine. Sau khi hội nghị hòa bình ở Ukraine tại Thụy Sĩ kết thúc vào hôm 16 tháng 6, dư âm của nó đã kéo dài trong vài ngày qua với những tuyên bố qua lại của các bên. Điện Kremlin thì tiếp tục chỉ trích hội nghị này. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao của Nga bà Maria Zakharova nhấn mạnh hội nghị đã không mang lại kết quả nào. Bà cũng đã chỉ trích công thức hòa bình 10 điểm của Tổng thống Zelensky và nói thêm rằng phương Tây đang cố gắng biến những công thức này như là nền tảng duy nhất cho một giải pháp hòa bình. Bà Zakharova tuyên bố như sau, họ không quan tâm đến hòa bình ở Ukraine, họ cần đối đầu, leo thang và mở rộng thù địch hơn nữa để thực hiện ước mơ không tưởng là gây ra một thất bại chiến lược cho Nga. Cũng cần phải nhắc lại là chỉ một ngày trước khi hội nghị Thụy Sĩ bắt đầu thì ông Putin đã đưa ra một đề xuất hòa bình của riêng mình. Trong đó tập trung vào hai điểm chính là yêu cầu Ukraine từ bỏ bốn vùng lãnh thổ phía đông, cùng với đó là từ bỏ nguyện vọng gia nhập NATO. Trong khi đó thì giới lãnh đạo phương Tây đã bác bỏ và coi đây là một văn bản tuyên truyền nhiều hơn, đồng thời nói rằng nó chả khác gì yêu cầu Ukraine đầu hàng hoàn toàn. Như vậy là hiện tại thì cộng đồng quốc tế đang có hai đề xuất để chấm dứt xung đột của Ukraine. Một là của chính của Ukraine và một là của Nga. Xét một cách khách quan trong hoàn cảnh hiện tại thì cả hai đề xuất này đều có những điểm khó chấp nhận cho cả hai bên. Kế hoạch hòa bình 10 điểm của Ukraine thì nêu rõ rằng nếu như muốn đàm phán thì Nga phải rút quân hoàn toàn khỏi lãnh thổ Ukraine mà họ đã chiếm đóng từ năm 2014, tức là bao gồm cả bán đảo Crimea. Ngoài ra, chính quyền Tổng thống Zelensky cũng bác bỏ yêu cầu Ukraine phải trung lập. Nhưng mà cũng cần phải nói thêm rằng để có thể gia nhập NATO, không phải Ukraine muốn là được. Chỉ có các thành viên của NATO mới là người có khả năng quyết định được điều đó. Theo tiết lộ của New York Times vào hôm 15 tháng 6, những đề xuất mới của Ukraine là hoàn toàn khác với lập trường của họ trong các cuộc đàm phán hòa bình với Nga diễn ra tại thủ đô Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ hồi tháng 4 năm 2022, chỉ vài tuần sau khi Nga tấn công vào tháng 2 năm 2022. Vào thời điểm đó, chính quyền Kiev đã chuẩn bị đồng ý với một hiệp ước trung lập vĩnh viễn để đổi lấy sự đảm bảo an ninh từ tất cả các thành viên của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Dù Ukraine vẫn từ chối công nhận việc Nga sát nhập Crimea hoặc Donbass, nhưng đồng thời họ cũng chuẩn bị tâm thế là trước mắt cần phải chấp nhận hiện trạng của những khu vực này và hy vọng sẽ lấy lại được chúng trong các cuộc đàm phán tương lai. Tuy nhiên, tại cuộc đàm phán ở Istanbul năm 2022, cũng có một số điểm vướng mắt nghiêm trọng. Đó là Nga yêu cầu đề xuất này phải được đưa ra Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc để biểu quyết và lấy phiếu đồng thuận. Mà điều này cũng đồng nghĩa là trao cho Nga quyền phủ quyết. Nga cũng yêu cầu tên lửa Ukraine bị giới hạn trong phạm vi 25 dặm trong khi không có giới hạn nào như vậy đối với vũ khí của Nga. Và điều kiện này rõ ràng là khó có thể chấp nhận đối với người Ukraine. Đây là một số những bất đồng vào năm 2022, nhưng vẫn được cho là có thể khắc phục được hoặc nhượng bộ theo cách nào đó. Tuy nhiên, sau đó thì Ukraine lại ngừng đàm phán vì lời cam kết gây tranh cãi của Thủ tướng Anh Johnson lúc đó. Ông ấy hứa rằng phương Tây sẽ viện trợ sát cánh lâu dài cùng với Ukraine. Hai năm sau, Đề xuất hòa bình mới của Tổng thống Zelensky trở nên cứng rắn hơn rất nhiều và điều kiện của phía Nga đưa ra cũng không hề kém cạnh. Tổng thống Putin đã yêu cầu Ukraine rút quân khỏi toàn bộ 4 tỉnh Kherson, Zaporozhye, Luhansk, Donetsk mà Nga tuyên bố đã sát nhập, mặc dù Nga vẫn không chiếm được toàn bộ các lãnh thổ của 4 tỉnh này. Ông Putin cho biết rằng, ngay khi Ukraine bắt đầu rút quân thì Nga sẽ ngừng các hoạt động quân sự. Ông cũng nói thêm rằng, Ukraine sẽ phải công nhận chủ quyền của Nga với bốn tỉnh này và thêm cả Crimea. Họ phải ký kết một hiệp ước trung lập và đảm bảo quyền của người nói tiếng Nga tại Ukraine. Tất nhiên là những điều khoản này đã bị Ukraine và phương Tây bác bỏ ngay lập tức. Do đó, giới quan sát nhận định rằng cả Nga và Ukraine sẽ khó có thể tiến tới một cuộc hòa đàm để chấm dứt chiến tranh và mọi thứ sẽ được định đoạt bằng nắm đấm quân sự. Từ quan điểm này thì có thể thấy là việc Ukraine yêu cầu Nga rút quân thì mới chịu đàm phán là một chuyện không tưởng. Bởi vì điều này đòi hỏi quân đội Ukraine phải đánh bại hoàn toàn lực lượng Nga, vốn là điều vượt xa khả năng của họ ở hiện tại và thậm chí là cả trong tương lai. Theo quan điểm an ninh của Nga, họ không được phép thua trận tại Ukraine. Ngược lại, các điều kiện hòa bình của Nga thì lại có thể gây thêm những tổn thất đáng kể cho Ukraine, nhưng cũng sẽ không khiến cho đất nước này phải hứng chịu thêm cảnh hoang tàn hơn nữa. Có nghĩa là để đạt được vị thế trên thực địa thì Nga chỉ cần chiếm được phần lãnh thổ còn lại ở 4 tỉnh hoặc chinh phục những khu vực khác như là Kharkov hoặc là Odessa, rồi từ đó đề nghị trao đổi với Kiev. Rõ ràng rằng về mặt pháp lý thì Ukraine và phương Tây sẽ không bao giờ chính thức công nhận chủ quyền của Nga với bốn vùng đất này và cả Crimea. Nhưng trên thực tế thì họ sẽ phải chấp nhận sự kiểm soát của người Nga. Đó sẽ làm viên thuốc đắng ngắt đối với cả Ukraine và phương Tây. Nếu như trong những tháng tới, quân đội Ukraine có thể giữ vững được danh giới chiến tuyến hiện có của mình, thì nhiều khả năng sẽ có một thỏa thuận đình chiến để giữ nguyên đường phân chia lãnh thổ hiện tại. Tuy nhiên, nếu như Ukraine bị đánh bại và mất thêm các lãnh thổ mới, thì các thế hệ người Ukraine tương lai sẽ phải hối tiếc vì chính quyền Kiev đã phớt lờ đề xuất mới của nhà lãnh đạo Nga. Ít nhất, đây cũng là điểm khởi đầu cho đàm phán và thương lượng. Cũng cần phải lưu ý là mặc dù các điều khoản của Nga vào tháng 4 năm 2022 được cho là một viên thuốc đắng, nhưng nếu như chính quyền Kiev chịu uống nó vào thời điểm đó, thì đáng ra họ đã cứu được rất nhiều mạng người Ukraine và cũng giữ lại được nhiều lãnh thổ hơn bây giờ. Nga, Triều ký hiệp ước phòng thủ chung. Vì sao Trung Quốc và phương Tây đều lo ngại? Hiện tại giới bình luận chính trị đều đang mổ sẻ việc nước Nga và Triều Tiên đang tăng cường quan hệ song phương. Ngay cả Trung Quốc cũng phải thận trọng giữ khoảng cách với mối quan hệ này. Trong khi đó thì NATO lo ngại về việc Nga sẽ gia tăng hỗ trợ cho các chương trình vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Triều Tiên. Về phía Trung Quốc, Reuters đưa tin, khi Nga và Triều Tiên tăng cường quan hệ song phương và tuyên bố tẩy chay các nước phương Tây do Mỹ dẫn đầu, Bắc Kinh đã phản ứng thận trọng bằng cách giữ khoảng cách để tránh mọi tranh chấp ba bên có thể làm phức tạp mối quan hệ với phương Tây. Vào ngày 18 tháng 6 thì phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm đã chỉ tuyên bố rằng Hội nghị thượng đỉnh giữa hai nhà lãnh đạo Putin và Kim Jong-un là trao đổi song phương giữa Nga và Triều Tiên. Tông Chao là một thành viên cấp cao tại Carnegie Endowment vì hòa bình quốc tế cho biết rằng Trung Quốc có những rè rặt nhất định về việc hợp tác quân sự ngày càng sâu rộng của Triều Tiên với Nga. Bởi vì điều này có thể làm suy yếu sự độc quyền địa chính trị của Bắc Kinh đối với Bình Nhưỡng. Thêm nữa, cả Nga và Triều Tiên hiện tại là hai quốc gia bị phương Tây trừng phạt nhiều nhất. Nhưng họ được cho là đồng minh của Trung Quốc. Do đó, việc hai quốc gia này liên kết với nhau sẽ không có lợi cho Trung Quốc trong việc duy trì hợp tác với các đối tác châu Âu. Theo các quan chức Mỹ và châu Âu, cũng như các nhà giám sát lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc, Nga đã thực hiện bước đi chưa từng có khi sử dụng tên lửa đạn đạo do Triều Tiên sản xuất để tấn công các mục tiêu ở Ukraine, trong khi nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cấm sử dụng tên lửa đạn đạo do Triều Tiên sản xuất. Trong khi đó, Bắc Kinh cho đến nay thì vẫn tránh cung cấp vũ khí cho Moscow, dù họ đã tuyên bố thiết lập mối quan hệ đối tác không giới hạn với Moscow ngay trước khi chiến tranh nổ ra. Khối này đương nhiên là lo ngại trước mối liên kết giữa Nga và Triều. Tại cuộc họp báo chung sau hội đàm với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg thừa nhận Nga đã nhận được sự ủng hộ của Trung Quốc, Triều Tiên và Iran trong cuộc chiến với Ukraine. Ông này cũng bày tỏ lo ngại về việc Nga hỗ trợ chương trình tên lửa đạn đạo và vũ khí hạt nhân của Triều Tiên. Đồng thời ông Stoltenberg cho biết, Trung Quốc đã giúp cho nền kinh tế thời chiến của Nga trở nên ổn định và điều này đã thách thức an ninh của châu Âu và cả châu Á. Do đó, hội nghị thượng đỉnh NATO vào tháng 7 tới sẽ tăng cường hơn nữa quan hệ đối tác của NATO với Australia, New Zealand, Hàn Quốc và Nhật Bản. Tổng thư ký NATO cũng cho biết rằng Bắc Kinh không thể tiếp tục duy trì mối quan hệ thương mại bình thường với các nước châu Âu trong khi vẫn làm trầm trọng thêm cuộc chiến tranh ở châu Âu bằng cách ủng hộ Nga. Về phía Ngoại trưởng Antony Blinken, ông này cũng cho biết rằng sự hỗ trợ của Trung Quốc đã cho phép Nga duy trì năng lực sản xuất cơ bản của ngành công nghiệp quốc phòng, cung cấp cho Moscow 70% máy bóc công cụ nhập khẩu và 90% thiết bị vi điện tử. Vào ngày 17 tháng 6, phát ngôn viên An ninh Quốc gia Nhà Trắng John Kirby cho biết Washington đang theo dõi mối quan hệ giữa Triều Tiên và Nga rất, rất chặt chẽ bởi vì nó có thể ảnh hưởng đến an ninh trên bán đảo Triều Tiên. Boris là thứ trưởng ngoại giao của Mỹ, kiêm quan chức cấp cao về kiểm soát vũ khí, tin rằng Triều Tiên đang rất muốn sở hữu các công nghệ tiên tiến như là máy bay chiến đấu, tên lửa đất đối không, xe bọc thép và thiết bị hoặc vật liệu sản xuất tên lửa đạn đạo từ Nga. Tổng hợp các tuyên bố của các quan chức NATO và Mỹ thì có thể nhận thấy rằng phương Tây thật sự lo lắng trước mối hợp tác quân sự sâu rộng khi mà Nga và Triều Tiên đã ký kết hiệp định về quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Trong đó có điều khoản về phòng thủ chung vì sao điều khoản này lại gây lo lắng không chỉ cho phương tây mà còn cả trung quốc đơn giản là thỏa thuận phòng thủ chung này là một bước ngoặt địa chính trị với ba lý do cơ bản như sau thứ nhất thỏa thuận phòng thủ chung là nhằm để đối trọng lại với các hành động leo thang của phương tây với nga ở ukraine thứ hai là thỏa thuận này sẽ đẩy mỹ nhanh chóng trở lại chính sách xoay trục sang châu á thái bình dương thứ ba là nó có thể khiến cho mỹ phải tập trung đối phó với trung quốc bắc triều tiên và phân tâm khỏi châu âu với lý do thứ nhất thì chúng ta có thể hiểu được đây là một trong những phản ứng bất đối xứng của Nga đối với việc phương Tây trang bị vũ khí cho Ukraine. Trước đó thì ông Putin đã từng cảnh báo nếu như phương Tây cho phép Ukraine dùng vũ khí để viện trợ tấn công vào lãnh thổ Nga thì Moscow không loại trừ khả năng gửi các loại vũ khí tương tự cho kẻ thù của phương Tây để họ có thể tấn công vào các căn cứ quân sự của Mỹ và các đồng minh. Thêm nữa, nếu Nga đạt được bước đột phá quân sự trên chiến tuyến, khiến một số thành viên của NATO trong đó có Pháp Ba Lan và các nước bàn tích khác lấy đó làm cái cớ để bắt đầu đưa quân can thiệp vào Ukraine dẫn đến khủng hoảng theo kiểu bên miệng hố chiến tranh ở châu Âu. Thì đương nhiên Nga sẽ giúp đỡ Triều Tiên gây ra một cuộc khủng hoảng như vậy ở châu Á để nhắc nhở phương Tây rằng học thuyết đảm bảo hủy diệt lẫn nhau vẫn đang tồn tại. Theo học thuyết đảm bảo hủy diệt lẫn nhau này, mỗi bên đều có vũ khí hạt nhân đủ để tiêu diệt bên kia. Một trong hai bên nếu bị tấn công trước vì bất kỳ lý do gì, thì họ sẽ trả đũa bằng lực lượng hạt nhân tương đương hoặc lớn hơn. Kết quả sẽ dẫn đến sự hủy diệt cho tất cả các bên. Trong tư duy của hầu hết các quốc gia trên thế giới, đặc biệt là phương Tây, thì Triều Tiên là một quốc gia bí ẩn, bất hảo, độc tài, sẵn sàng đổ mọi nguồn lực quốc gia để chạy đua vũ trang, nuôi tham vọng sở hữu vũ khí hạt nhân hủy diệt, bất chấp dân thường bị nghèo đói. Nghiên cứu mới nhất cho thấy rằng tỷ lệ người dân sống trong cảnh nghèo đói tuyệt đối ở Triều Tiên là rất cao, chiếm tới 60% dân số điều đó đã khiến cho triều tiên trở thành một trong những quốc gia nghèo nhất của thế giới quốc gia này cũng gieo rắc bóng ma hạt nhân cho hàn quốc một đồng minh thân cận của hoa kỳ đồng thời cũng có thể biến bán đảo triều tiên thành một điểm nóng xung đột dẫn tới thế chiến thứ ba vì vậy điện kremlin biết rõ ràng rằng việc ký kết phòng thủ chung với bắc triều tiên sẽ giúp nước này không chỉ có thể sở hữu vũ khí tinh vi mà còn có thể leo thang đối xứng ở châu á để có thể đáp trả việc nato leo thang ở châu âu rốt cuộc cả Mỹ và NATO phải đối mặt với cuộc khủng hoảng giống như khủng hoảng tên lửa Cuba vào thập kỷ 1960. Nhưng mà lần này sẽ là hai cuộc khủng hoảng cùng một lúc ở châu Á và châu Âu. Liên quan đến lý do thứ hai về việc Nga gián tiếp đẩy nhanh chính sách xoay trục trở lại châu Á của Mỹ. Thực tế thì quá trình này đã diễn ra một cách có trình tự dưới thời của Donald Trump. Ông ấy đã thắt chặt thòng lọng xung quanh Trung Quốc thông qua chuỗi đảo đầu tiên của bộ tứ Squad, bao gồm có Nhật, Mỹ, Australia, Ấn Độ và nhiều khả năng sẽ mở rộng thêm Philippines. Nếu như Nga bắt đầu tiến hành các cuộc tập trận thường xuyên với Triều Tiên và chuyển giao thiết bị quân sự công nghệ cao cho quốc gia này, thì chính quyền của ông Joe Biden có thể phải tăng tốc xoay trục trở lại châu Á, trong khi đồng thời vẫn phải duy trì áp lực đối với Nga ở châu Âu. Và việc Mỹ đột ngột điều quân tái cân bằng lực lượng cho bán đảo Triều Tiên có thể khiến cho một số quốc gia đồng minh của NATO phải xem xét lại ý định đưa quân can thiệp vào Ukraine bởi vì chính quyền ông Biden sẽ không thể đảm bảo an ninh cho cả hai mặt trận. Lưu ý là trước đây, dù chưa từng có sự hỗ trợ kỹ thuật quân sự công khai từ Nga, thì Bắc Triều Tiên cũng đã có thể liên tục phóng thử tên lửa đạn đạo tầm xa. Vào tháng 1 vừa qua, thì Hàn Quốc đã đưa tin Triều Tiên phóng thử thành công tên lửa đạn đạo tầm xa IRBM có tầm bắn 3.000 đến 5.500 km. Không chỉ bao trùm Nhật Bản, mà nó còn đủ sức uy hiếp các căn cứ trọng yếu của Mỹ trên đảo Guam nằm cách bán đảo Triều Tiên khoảng 3.500 km. Triều Tiên cũng nhiều lần thử nghiệm tên lửa mang đầu đạn siêu vượt âm này. Chỉ trong năm 2021-2022 thì nước này đã 3 lần phóng thử tên lửa đạn đạo mang đầu đạn siêu vượt âm, Hansong-8. Và lý do cuối cùng khiến cho thỏa thuận phòng thủ chung Nga-Triều trở thành mối lo ngại, đó là bất kỳ một hành động đẩy nhanh việc xoay trục trở lại châu Á nào của Mỹ cũng sẽ làm giảm khả năng Mỹ và Trung Quốc sớm bình thường hóa quan hệ dù hiện tại thì chính quyền ông Biden có vẻ thân thiện với Bắc Kinh hơn là dưới thời của Trump. Vấn đề an ninh liên quan đến hòn đảo Đài Loan, Biển Đông và Biển Hoa Đông được cho là chất xúc tác cho một chu kỳ leo thang mới giữa Trung Quốc và Mỹ. Ngày hôm qua, ngày 19 tháng 6, thì thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken sẽ trao đổi với Ngoại trưởng Philippines là Enrique Amanalo về các hành động leo thang của Trung Quốc chống lại Philippines ở Biển Đông. Thông báo cho biết rằng Cuộc thảo luận giữa hai ngoại trưởng sẽ diễn ra sau những hành động nguy hiểm và vô trách nhiệm của Trung Quốc nhằm ngăn cản Philippines thực hiện hành động hàng hải hợp pháp ở Biển Đông vào ngày 17 tháng 6. Rõ ràng rằng các phản ứng ngoại giao và động thái quân sự của Mỹ ở châu Á Thái Bình Dương sẽ khiến cho Bắc Kinh cực kỳ khó chịu. Thêm nữa, Mỹ sẽ phải tăng cường sự hiện diện quân sự của mình ở Đông Bắc Á do lo ngại mối đe dọa từ Triều Tiên được Nga hậu thuẫn. Và đương nhiên là Trung Quốc sẽ càng không muốn Mỹ tăng cường sự hiện diện của họ tại khu vực này. Nói tóm lại thì khi Nga tăng cường nâng cấp quan hệ với Triều Tiên, không chỉ có Bắc Kinh lo ngại mất đi ảnh hưởng với Bình Nhưỡng, mà mối quan hệ Mỹ-Trung cũng sẽ bị mắc kẹt trong chu kỳ leo thang lẫn nhau. Kết quả là châu Á nhanh chóng thay thế châu Âu để trở thành sân khấu chính và Trung Quốc chứ không phải là Nga mới là đối thủ nguy hiểm nhất của phương Tây. Và bài bình luận ngày hôm nay của chúng tôi cũng xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.